tin nóng ngày 26 tháng 10 của bài Việt ngữ đã cho tự do. Công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn được trả tự do trước thời hạn. Việt Nam khẩn trương di dời 1,3 triệu dân để tránh bão số 9 đang đến. Chính phủ Việt Nam kêu gọi quốc tế trợ giúp miền Trung. Việt kiều Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn, 56 tuổi, đã được trả tự do trước thời hạn về đoàn tụ với gia đình ở California, Hoa Kỳ vào chiều ngày thứ Năm 22 tháng 10 2020 trong tình trạng sức khỏe bình thường. Ông Mark Robert, em rể của ông Michael Phương Minh Nguyễn, xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do qua tin nhắn vào ngày 24 tháng 10 2020. Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6, 2019, kết án 12 năm tù giam, trục xuất sau khi thi hành án. Ông bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự 2015. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 11 tháng 7, 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án sơ thẩm dành cho ông Michael Phương Minh Nguyễn Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 khi ông về nước du lịch thăm họ hàng và bạn bè. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định vào năm 2018, ông Michael Phương Minh Nguyễn từ Hoa Kỳ về Việt Nam để lập nhóm quốc nội cuộc khởi nhằm lật đổ chính quyền. Theo cáo trạng kế hoạch của những người trong nhóm là biểu tình kết hợp với kẹt xe dự định lôi kéo 100 người biểu tình. Cáo trạng cũng quy kết những người này đã mua sắm vũ khí để chống trả lại cơ quan chức năng, chuẩn bị lương thực và nơi lẫn trốn để sử dụng trong thời gian dài. Vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn là bà Helen Nguyễn đã từng điều trần trước Quốc hội Mỹ về tình trạng của chồng bà bị giam giữ và xét xử ở Việt Nam, bày tỏ lo lắng vì chồng bà đã không có được thủ tục tố tụng chính đáng. Chừng 1 triệu 300 ngàn dân tại khu vực miền Trung Việt Nam sẽ được di dời để tránh bão số 9, tên quốc tế là Molav. Theo dự báo, bão Mola sẽ đổ bộ vào miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên trưa ngày 28 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nhận định của Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ông Mai Văn Khiêm, rằng bão số 9 đặc biệt nguy hiểm, bão đến vào khi miền Trung Việt Nam vừa trải qua một đợt mưa bão liên tiếp. Do vậy, cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, gần với cấp độ thảm họa do thiên tai gây nên. Các chuyên gia dự báo thời tiết cũng có cùng nhận định với ông Mai Văn Khiêm, cho rằng đây có thể là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay cũng như từ đầu năm đến giờ. Thủ tướng Chính phủ Hà Nội ông Nguyễn Xuân Phúc được dẫn lời khi so sánh bão Molav với bão Ray hồi năm 2017. Lúc đó, bão Ray cũng khiến hơn 100 người tại miền Trung Việt Nam thiệt mạng. Bão Mola vào tối ngày 25 tháng 10 quét qua vùng nam đảo Luzon của Philippines và khiến ít nhất 12 người dân nước này mất tích. Cũng tin liên quan thiên tai bão lụt, công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích tại Thủy Điện Rào Trăng Ba ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm nay 26 tháng 10, được tái tục sau một ngày bị gián đoạn do thời tiết xấu. Chính phủ Việt Nam hôm 26 tháng 10 đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức quốc tế để giúp đỡ người dân miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ và lở đất gây nên trong các tuần qua. Theo báo chính phủ, vào sáng ngày 26 tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc gặp với đại diện của các tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam. Và Rana Flower, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết UNICEF đã huy động được 160.000 đô la hỗ trợ khẩn cấp về nước, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, y tế, dinh dưỡng và giáo dục. Ông Andrew Jeffries, giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam cho biết, tổ chức này đang xem xét khởi động gói quỹ hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đô la. Trong khi đó, một báo cáo của ba nhóm đánh giá nhanh ảnh hưởng của lũ lụt miền Trung được báo nhà nước trích dẫn hôm 26 tháng 10 cho biết, có ít nhất 150.000 người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, khoảng 7 triệu người đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng sống trong các nơi tránh trú tạm thời, nơi sơ tán không được thiết kế làm nhà tránh trú, sống trong các công trình nhà ở dễ bị tổn thương. Ngày 26 tháng 10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ bổ sung 6.500 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay cảm ơn phần theo dõi của quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin tối mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bài việt ngữ đã cho tự do. xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.